Đã 7 năm trôi qua, kể từ ngày người dân bản Tà Bán nhận được thông tin phải di dời, phục vụ việc xây dựng thủy điện Trung Sơn. Theo kế hoạch, nơi đây sẽ là hồ chứa nước của thủy điện. Toàn bộ 177 hộ dân phải chuyển đến khu tái định cư mới, dự kiến xây cách đó gần 1 km. 90% hộ dân của bản Tà Bán là người dân tộc kiếm sống chủ yếu bằng nghề rừng. Điều kiện sinh hoạt vẫn còn rất thiếu thốn, nước sạch khan hiếm, thậm chí điện vẫn chưa về đến bản. Bà con dân tộc nơi đây đều hy vọng khu tái định cư mới sẽ khiến cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Thì tất cả bà con nhân dân ở bản Tà Bán, cái vùng lòng hồ ấy, mong muốn là cái khu tái định cư sẽ được xây dựng là nhanh, vì cái dự án này cũng là để cháu lâu lắm rồi, và bà con bây giờ cũng làm ăn cũng không có yên tâm công tác mấy, nên làm ăn ở đây cũng bà con bây giờ muốn trồng cây luồng hay là làm bất kỳ một chăn nuôi con gì, trồng cái gì ấy, người ta cũng đang còn chờ để khu tái định cư. Theo báo cáo của Phòng Công Thương, Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện là 208 thuộc hai bản Tà Bán và Tổ Xước. Theo quy hoạch, khu tái định cư bao gồm 5 điểm. Tổng diện tích đất tự nhiên khu tái định cư là gần 840 ha. Tại các khu định cư sẽ được bố trí hạ tầng như điện, đường, trường trạm, thủy lợi. Tuy nhiên, huyện Quan Hóa thừa nhận việc triển khai chậm trễ các khu tái định cư đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân. Từ khi chuẩn bị triển khai dự án thì về nguyên tắc nhà nước là anh không được làm phát sinh khối lượng giải phóng mặt bằng, cho nên nhân dân cũng không thể tự làm thêm nhà đẹp để ở, nhà nước cũng không thể làm thêm đường tốt cho dân đi, cũng không thể làm thêm nước sinh hoạt tốt cho nước sạch cho dân dùng, không thể làm thủy lợi để cho nhân dân năng suất lên về mặt nông nghiệp, về lúa nước, thì cái đó là có ảnh hưởng. Cuối tháng 11 vừa qua, công trình thủy điện Trung Sơn đã chính thức được khởi công. Tổng số vốn đầu tư là 410 triệu đô la Mỹ. Dự kiến năm 2017, tổ máy cuối cùng sẽ đi vào hoạt động. Đây là công trình đa mục tiêu, vừa phát điện, vừa cung cấp nước tưới, kiểm soát lũ cho hạ lưu sông Mã. Cũng như nhiều công trình thủy điện khác, vấn đề phát triển đi đôi đảm bảo an sinh xã hội, sinh kế cho người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Dự án cũng đã tổ chức nhiều cái cuộc tham vấn đối với người dân. Mặc dù như vậy thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến quyền lợi của người dân vẫn phải là số 1. Và hiện nay thì mọi phương án của quy hoạch tái định cư thì lãnh đạo huyện cũng như người dân đã được tham gia rất là nhiều và đang chờ các cơ quan chức năng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Dự kiến từ tháng 12 năm 2012 đến hết quý 1 năm 2013, công tác kiểm kê khu tái định cư vùng lòng hồ sẽ kết thúc. 7 năm sống trong chờ đợi có thể sẽ kết thúc trong vài tháng tới, và dù muốn hay không thì từ nay đến khi đó, những con người này sẽ vẫn phải sống trong cảnh không điện, không nước.